Hí anh em, sau khi quan sát vòng đấu cuối tuần qua của English Premier League thì tôi nhận ra một điểm đặc biệt. Anh em có biết là gì không? Đó là việc các câu lạc bộ thực hiện rất nhiều sự thay đổi đáng chú ý. Một điều tương đối bất ngờ bởi quãng thời gian tháng 2 cũng không còn là sớm mà bảo có thể thoải mái để thử nghiệm. Trừ khi các bạn là Chelsea cũng đã đi Todd Bowley, còn không thì chẳng có lý do gì mà thay đổi trên diện rộng cả. Vậy mà vòng 25 của giải bóng đá ngoại hạng Anh 2022-2023 lại chứng kiến một hiện tượng lạ. Chẳng biết có hẹn hò gì không mà các đội bóng lại đồng loạt thực hiện những điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Antonio Conte để nam thần Son Heung-min ngồi ngoài, trong khi Graham Potter bỏ anh đầu mì tôm Marco Cucurella để dùng anh đầu vuốt vuốt Ben Chilwell trong trận Derby London giữa Tottenham và Chelsea. Mikel Arteta sử dụng Leandro Trossard ngay từ đầu, thay thế siêu dự bị Eddie Nketiah trong chuyến làm khách của Arsenal tới sân của Leicester City. Còn Jurgen Klopp đặt niềm tin vào bộ đôi mới bình phục trở lại sau chấn thương Diogo Jota và Naby Keita, chứ không phải là Darwin Núñez và Samir Stefan Bacetic. Thay cả cụm kiểu này thì thường khá là rủi ro, bởi nhỡ đâu cầu thủ chơi tệ thì khả năng là tập thể cũng oảng theo luôn. Anh em nhìn thấy rồi đấy, Liverpool thì hòa, Chelsea thậm chí còn trắng tay cho trận cầu tâm điểm. Điều gì đã xảy ra ở vòng 25 English Premier League vừa rồi thế? Mà trước khi vào với vòng 25 thì có một sự kiện hot on hot hơn các anh em ạ. Đó là trận chung kết cúp Liên đoàn Anh giữa hai anh em nhà United, Manchester United và Newcastle United. MU thắng 2-0 để giành chiếc cúp đầu tiên sau hơn nửa thập kỷ trắng tay. Trong trận đấu có lẽ là lớn nhất của câu lạc bộ trong vài mùa giải đổ lại đây, Erik ten Hag đã vận dụng tất cả những gì mà ông đã xây dựng cho United từ đầu mùa. Đầu tiên, ten Hag bố trí một trong hai hậu vệ cánh của ông bó vào trong, như trong hình là Luke Shaw khi triển khai bóng. Việc hai số 8 lệch của Newcastle không thể mạo hiểm dâng cao do còn phải theo kèm 1-1 với Fred và Bruno Fernandes đã giúp cho MU dễ dàng đưa được bóng lên phía trên. Tuy vậy, xuyên phá hàng phòng ngự của chiếc chòe thì chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ đội bóng nào. Trong mùa giải năm nay, đoàn quân của Eddie Howe đã thiết lập một khối lô cốt tương đối chắc chắn nhằm bịt mọi ý đồ đưa bóng vào trung lộ của Man United. Thế nhưng, MU mùa này đã quá quen với các đối thủ chơi như vậy. Đoàn quân của Erik ten Hag chuyển hướng tấn công ra cánh với cặp winger Marcus Rashford, Anthony sẵn sàng lùi sâu rồi chờ đợi những tình huống đảo cánh từ chân của Casemiro hoặc Bruno Fernandes. Không quá lời nếu nói rằng Casemiro chính là cái tên chưa nổi bật nhất của United ở trận chung kết. Ngoại trừ đóng góp to lớn vào lối chơi chung thì pha lập công từ quả đánh đầu của cựu sao Real là đòn bẩy giúp cho bầy quỷ đỏ chơi thăng hoa và thảnh thơi hơn rất nhiều trong thời gian còn lại của trận đấu. Newcastle United dù thua nhưng họ cũng đã có một trận đấu không tệ. Chiếc chòe có những tình huống build up tương đối bài bản với mục tiêu là đưa trái bóng ra hai cánh cho hai con ma tốc độ Alan Saint-Maximin và Miguel Almiron. Saint-Maximin đã có một hiệp một đầu chơi bùng nổ và gây ra rất nhiều khó khăn cho United ở biên phải. Đó là lý do Erik ten Hag buộc phải đưa ra sự điều chỉnh ở hiệp 2 khi tung thánh soạng Aaron Wan-Bissaka vào sân thay thế cho một Diogo Dalot để bị quần cho xanh cả mặt ở hiệp 1. Tuy vậy, vấn đề của Newcastle có lẽ là đến từ sự đơn điệu trong các bài đánh của họ. The Magpies có thể thoát pressing mượt mà rồi đưa trái bóng sang phần sân của MU. Thế nhưng, khi tiến đến gần khung thành của David De Gea rồi thì họ chỉ thường sử dụng một bài overlap tương đối đơn giản hoặc trông chờ vào những nỗ lực cá nhân của Saint-Maximin hay Almiron. Và trong một ngày mà hàng thủ quỷ đỏ chơi tốt thì họ đã không cho đối phương cơ hội để tạo bất ngờ. Điều gì đã xảy ra ở vòng 25 English Premier League vừa rồi? Anh em mang câu hỏi này hỏi các cổ động viên của Chelsea thì có lẽ họ cũng ứ quan tâm, bởi sau khi xem bóng xong thì các chùa Blues còn đang mải chui vào hàng. Hàng vừa đông lại còn vừa sâu nữa chứ. Chelsea của họ vừa nhận thêm một thất bại nữa, lần này là trước đối thủ cùng thành phố Tottenham Hotspur. Công bằng mà nói, Chelsea với niềm cảm hứng mang tên Joao Felix đã có khoảng 15 phút đầu tiên chơi đầy hứng khởi và tạo ra không ít những pha lên bóng sáng nước lên khung thành của đối thủ. Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu đi từ tốt, xấu rồi đến tồi tệ với đoàn quần áo xanh. Khởi đầu bằng chấn thương của cụ Thiago Silva. Anh em biết đấy, một cột trụ về cả chuyên môn lẫn tinh thần như Thiago Silva mà còn nằm thì bảo sao Chelsea trông mong manh như ngọn nến trước gió như vậy. Chẳng biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng kể từ khi mà Thiago Silva rời sân, The Blues đã đánh mất thế trận. Tottenham thì chỉ cần có thế, họ dần lấy lại quyền chủ động và triển khai tấn công thông qua một gương mặt quen thuộc, Harry Kane. Như mọi khi, Kane là điểm nhận trong các tình huống build up trực diện từ tuyến dưới của Spurs. Số 10 drop deep nhận bóng, rồi dùng thể hình to lớn tạo lợi thế cho hậu vệ đối phương trước khi tung ra các đường chuyển hướng tấn công dành cho đồng đội. Sự ăn khớp trong từng bước di chuyển của chân sút vĩ đại nhất lịch sử của gà trống giúp cho đội chủ nhà có không ít những pha lên bóng đáng chú ý, dù lượng quân số của họ khi tiến sang phần sân của Chelsea là không nhiều.
Kane có thể thoải mái như vậy phần nào đến từ khả năng gây áp lực rất tệ của Chelsea trên tuyến đầu. Frontline của The Blues không những không thể gây áp lực thường xuyên lên cặp pivot Pierre-Emile Højbjerg, Olivier Skip mà còn để cho bộ đôi này nhận rồi phân phối bóng trong tư thế cực kỳ thoải mái. Tuy vậy, cũng khó có thể trách các cầu thủ áo xanh khi họ vừa phải ở trong một hệ thống mà mỗi tuần ra sân với một đội hình khác nhau, khiến cho công cuộc pressing như thế nào cho đồng bộ trở thành một thứ xa xỉ. Dàn sao số của Chelsea cũng chưa một trận đấu dưới sức. Do Felix, điểm sáng hiếm hoi của The Blues trong khoảng 15 phút đầu tiên, bỗng nhiên mất hút ở giai đoạn sau của trận đấu khi không còn có bóng để chơi. Người thi đấu cao nhất trên hàng công, Kai Havertz, tỏ ra quá tĩnh trong những tình huống di chuyển lùi sâu, khiến cho tuyến dưới rất khó để kiếm một điểm nhận khi muốn đưa bóng trực diện lên phía trước. Hakim Ziyech để lại dấu ấn đáng quên với một pha vuốt má yêu Emerson Royal, còn đâu đã vật vờ như một bóng mà. Còn Ruben Loftus-Cheek khiến cho lưng của tân binh chăm củ Enzo Fernandez còng thêm vài phần. Rời xa thành London với Tottenham và Chelsea đấm nhau để du hí sang sân vận động King Power của Leicester City. Mấy ông Arsenal chắc vừa đá với Leicester vừa nghĩ thầm, haha, để cho hai thằng London còn lại xử suất top 4, mình thì cứ đưa vô địch thôi. Arsenal được thi đấu sớm so với đối thủ trực tiếp Manchester City và họ đã không bỏ lỡ cơ hội để tạm thời gia tăng khoảng cách với đoàn quân của Pep Guardiola. Tỷ số 1-0 tối thiểu cho Leicester tại King Power không phản ánh được hết sự áp đảo mà The Gunners thể hiện khi họ hoàn toàn làm chủ thế trận. Đội khách tung ra tới 10 cú dứt điểm so với 1 và tạo ra 0.65 xG so với 0.01 xG của đội chủ nhà. Thế trận vượt trội của Arsenal được thể hiện với một sự điều chỉnh quan trọng của Mikel Arteta. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha quyết định sử dụng tân binh Leandro Trossard ở vị trí số 9 thay cho Gerson Eddie Nketiah. Đây có thể coi là một lựa chọn vô cùng chính xác của Arteta khi Trossard với xu hướng hoạt động rộng cùng kỹ thuật cá nhân ấn tượng đã phần nào tái hiện được hình ảnh của Gabriel Jesus trong những tình huống lùi sâu nhận bóng. Ngoại trừ phát kiến tạo tinh tế cho Gabriel Martinelli và cú sút xa sấm sét thành bàn nhưng không được công nhận, tiền vệ người Bỉ còn đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung với những bước di chuyển hoán đổi vị trí khôn ngoan với nhóm vệ tinh ở cánh trái bao gồm Oleksandr Zinchenko, Ranić Xhaka và Gabriel Martinelli. Chính sự linh hoạt của Trossard đã giúp cho những pha luân chuyển bóng theo chiều ngang của Arsenal trở nên tốc độ hơn rất nhiều. Arsenal chơi hay đã đành, nhưng cũng phải nói rằng Leicester City đã có một ngày thi đấu quá bị động dù họ được chơi trên sân nhà King Power. Không hiểu là các tiền đạo của bài cáo có vấn đề gì hay do chỉ đạo của Brendan Rodgers mà gần như không gây bất kỳ một chút áp lực nào lên cặp trung vệ của Arsenal. Việc để cả Gabriel Magalhaes lẫn William Saliba tung hoành gây ra hậu quả nghiêm trọng khi pháo thủ có thể dễ dàng đưa được trái bóng vào khu vực giữa sân, thậm chí là cuối sân bằng những đường chuyền dài ra hai cánh. Tuyến đầu không gây được áp lực, còn tuyến hai cũng tỏ ra thiếu tích cực trong việc gây áp lực, dẫn đến bộ đôi phù bách gồm Victor Christiansen và Timothy Castagne liên tục phải ở trong tư thế một đấu hai với đối phương. Leicester thì vốn không phải là một đối thủ có khả năng chơi phòng ngự chặt chẽ và khoa học như Everton hay Brentford, nên dù cũng chọn một khối 4-1-4-1 giống như Everton, thì bài cáo lại chẳng thể tái lập sự khó chịu mà The Toffees đã thể hiện cho Arsenal. Leicester không gây áp lực được với các trung vệ và cũng chẳng gây được khó dễ với các chân làm bóng như Jorginho, Oleksandr Zinchenko hay Martin Odegaard của đối thủ. Khối phòng ngự của đoàn quân áo xanh dễ dàng bị xô lệch trong những pha lên bóng nhanh và ít chạm của đối khách, đặc biệt là ở trong hiệp 1. Arsenal gia tăng khoảng cách lên thành 5 điểm, nhưng chỉ ngay trong trận đá muộn sau đó, Manchester City đã thu hẹp con số xuống còn 2 khi họ vùi dập đội chủ nhà Bournemouth tới 4-1. Man City đi đến Vitality để du lịch theo đúng nghĩa đen. Đơn giản, bộ đoàn quân của Pep Guardiola quá mạnh so với đối thủ. Thế nên, mặc dù có một vài sự điều chỉnh bất ngờ trong trận đấu này, như việc tiếp tục sử dụng cặp tiền đạo Erling Haaland, Julian Alvarez hay để Phil Foden đá tiền đạo phải thay Riyad Mahrez thì chúng cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả chiến thắng của The Citizens. Bournemouth, như phần lớn các đối thủ chạm trán Manchester City, lựa chọn cho mình một lối chơi phòng ngự phản công. Tuy vậy, hệ thống 5-4-1 với hai tiền vệ trung tâm của họ đã để lộ một vấn đề rất lớn khi không thể kiểm tỏa được tới 3 tiền vệ của The Citizens. Khi Jefferson Lerma và Philip Billing buộc phải theo sát với Rico Lewis và Rodri, một khoảng trống ở khu vực giữa hai tuyến sẽ xuất hiện. Ilkay Gundogan hoặc thậm chí là Julian Alvarez là mẫu cầu thủ rất giỏi trong các pha di chuyển rồi chiếm lĩnh không gian tại đây để giúp City triển khai tấn công. Trong khi đó, nếu như không thể tìm được đường vào trung lộ, City sẽ đưa trái bóng ra hai cánh. Cặp đôi York Grealish, Phil Foden với khả năng dây dắt tạo đột biến thường xuyên có những pha cắt vào trung lộ chuyển hướng tấn công hoặc phối hợp với vệ tinh cụm cánh. Các pha bóng dài cũng được The Citizens lựa chọn với điểm nhận ở phía trên là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy và đồng đội sẽ ngay lập tức tận dụng khoảng trống giữa hai tuyến của Bournemouth khi họ mải dâng cao gây áp lực với trung vệ đối phương.
Tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai của Erling Haaland cũng xuất phát từ một pha bóng như vậy, khi Nathan Ake có một đường truyền điểm rơi 10 điểm cho Gundogan băng xuống ở cánh trái. Chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay tại London và sẽ kết thúc video ngày hôm nay cũng tại London. Liverpool làm khách tại Selhurst Park của Crystal Palace sau khi vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng màu trắng mang tên Real Madrid. Chẳng biết có phải là muốn giải đen hay không mà huấn luyện viên Jurgen Klopp đã thực hiện một loạt thay đổi trong đội hình xuất phát với sự xuất hiện ngay từ đầu của Joao Matip, Naby Keita và Diogo Jota. Và phải công nhận là những cái tên này đã đem lại một làn gió tươi mới cho đội khách. Thành thực mà nói, Liverpool đã có một trận đấu tốt về mặt đấu pháp. Sự có mặt của Joao Matip giúp cho The Reds có một chân chuyển xuyên tuyến thượng hạng ở tuyến dưới. Điều này giúp cho lữ đoàn đỏ dễ dàng triển khai các mảng miền tấn công ở trung lộ. Cody Gakpo, trong vai trò của một tiền đạo lùi sâu, đang chơi ngày một chững chạc và hiệu quả hơn khi di chuyển rộng. Số 18 chính là một trong những điểm nhận ở khu vực between the lines, cùng với Mohamed Salah cho những đường truyền từ chân của Joao Matip nhằm đưa trái bóng trực diện vào phần sân đối thủ. Diogo Jota, với điểm mạnh là khả năng off ball linh hoạt, thường xuyên có những pha di chuyển hút người hoặc bó vào half space và nhường toàn bộ phần dọc biên trái cho Andrew Robertson. Robbo, trong một ngày thi đấu được trả về lãnh địa sở trường, đã có liên tiếp những pha lao biển tạt bóng nguy hiểm. Thế nhưng, Liverpool lại không thể ghi được dù chỉ là một bàn thắng, đơn giản vì họ quá đen. Quả thực, trái bóng thậm chí đã hai lần tìm đến khung gỗ của Crystal Palace sau các pha dứt điểm của Jota và Salah. Có lẽ, lữ đoàn đỏ chỉ còn biết tự trách mình bởi họ đã sở hữu không ít thời cơ để giành về trọn vẹn 3 điểm. Ở bên kia chiến tuyến, Crystal Palace cũng chẳng thể tận dụng một vài phút giây thi đấu thiếu tập trung của Joao Matip hay Trent Alexander-Arnold để giải quyết trận đấu. Rõ ràng, tỷ số 0-0 chung cuộc tại Selhurst Park là một kết quả mà cả hai bên đều có quyền tiếc nuối. Liverpool tiếc nuối, Arsenal và Man City hưởng trọn niềm vui. Chelsea tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Một vòng đấu đã chứng kiến không ít sự thay đổi từ phía các câu lạc bộ, nhưng không phải là sự thay đổi nào cũng mang đến hiệu quả. Liệu rằng, ở trong những vòng đấu tới, các câu lạc bộ có tiếp tục thử nghiệm để tìm ra những sự đột phá mới hay không? Và liệu kết cục của các thử nghiệm đó sẽ như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em dưới phần comment để cùng bàn luận nhé! Video tổng hợp những điểm nhấn nổi bật nhất của vòng đấu thứ 25 giải bóng đá ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 xin phép được kết thúc tại đây. Anh em chờ đón các nội dung tiếp theo sẽ được lên sóng trong tuần tới. Hứa hẹn là còn nhiều bất ngờ lắm đó nha! Còn bây giờ, Zetatic xin chào và hẹn gặp lại. Bye!